Hôm qua, tối qua thì hướng dẫn cho bà con và các bạn cái phần sinh học thủy châm ngọc long để điều trị cái phần ngang thắt lưng, cột sống và cái đốt cổ. Đêm qua là cái phần sinh học nhé. Thế bây giờ sang cái phần thêm cái phần nữa rất quan trọng. Riêng cái bệnh này, riêng cái bệnh cột sống này thì các bạn phải kết hợp, nhưng qua tôi nói là cái phần cơ học vật lý trị liệu. Vì sao riêng cái bệnh này phải thêm cái phần này thì sáng nay thì hướng dẫn cho bà con là vào cái phân tích này. Tất cả con người ta trên một cái trục cuộc sống nó cấu tạo nhiều khớp xương trên cái cuộc sống chồng lên nhau trên những cái đĩa đệ thành một cuộc sống, người ta gọi là trục cuộc sống, nhưng chính là nó giỏi ra hết từ đốt một nhé. Nhưng qua tôi nói rồi, vậy trong cái quá trình mình hoạt động thì giữa cái đĩa đệm này, trong cái trụ xoay cái đĩa đệm này vận động nhiều, nó bào mòn đi thì nó sùi ra, đồng thời nó sùi ra thì nó trở thành là gai đôi, trên đi khám cũng gọi là gai đôi, và thoái hóa đĩa đệm và bị xẹp lún các cái đĩa đệm. Thế nên là bà con cảm thấy đau thì riêng cái phần thủy châm ngọc long về phần sinh hóa này để giảm đau và điều trị bệnh, kết hợp làm sao để cho nó mang tính bền vững thì bà con phải có cái môn như này nhé, là ta tập thể dục tiếp hướng dẫn để làm sao tạo điều kiện cho cuộc sống của mình nó dẻo ra thì tất cả các hệ thần kinh chui ra từ tủy sống, chui ra cứ mỗi đĩa đệm rất nhiều thần kinh nó chui ra thì ta làm nó không bị kẹt, thì nó chui ra nó rộng, làm cho cái độ thoáng của cái giữa khớp gọi là kia, cho cái độ giãn ra dẻo dai ra nhé bà con nhé. Nôm na là ta hiểu về cái vấn đề là tại sao phải thêm cái phần cơ học vật lý trị liệu này, thì nôm na bà con hiểu là tí nữa thì tôi ứng dẻo lưng để cho bà con xem. Tuổi như tôi rồi mà vẫn còn dẻo lưng, các bạn thanh niên thử làm xem. Khi nào cái độ sống lưng của ta nó có cái độ dẻo dai, hoạt động trơn tru, được sự tái tạo qua cái bài tập này thì các bạn hết đau nhé, hết đau. Đây là cái bôn không mất tiền, nọc ong ta có sẵn, không mất tiền mà lại đảm bảo được sức khỏe. Do nào ông thì tội gì theo tăng làm, tội gì không làm, chứ không phải như là các bạn nghe tôi nói pha trò thế thôi, nhưng không phải là cái người mà kinh doanh khi ông gọi là cái ông lang y tàu ở trên cái vùng trên ông quảng cáo ai uống thuốc của tôi thì chắc khỏi, không uống thuốc của tôi không khỏi, quảng cáo như là phải uống thuốc của ông là khỏi. Thế thì đây là cái hình thức kinh doanh trên mạng, kiếm tiền không có đạo đức. Nhiều cái kênh kiếm tiền không có đạo đức, cứ giới thiệu uống thuốc nọ thuốc kia, nhưng uống vào là rác dạ dày loạn hết cả lên. Kể cả chúng tôi người xanh quanh đây này, mua cái hộp thuốc khớp Hoàng Hường nhé, vừa rồi mua đấy 5 triệu một hộp. Người nông dân chúng ta sản xuất nông nghiệp mua hàng 5 triệu, 10 triệu hai lọ chữa khớp, đúng là dám mắt là mua, về bệnh đâu vẫn hoạt đấy. Mấy người chúng tôi đã bị rồi, quảng cáo thì hay như thế, thuốc men thì hay như thế, cuối cùng uống có giải quyết được gì đâu, tiền mất tật mất mang. Thế đây là cái phương pháp mài tiền không mất mà tật không mang, bà con cứ làm đi. Tôi chữa bệnh như tôi rồi, tôi là một cái con người thí nghiệm cho bà con rồi, trải qua rồi. Thế thì bà con chúng ta sẽ xem tôi làm nhé, cùng hướng dẫn bà con trị liệu. Bắt đầu sáng dậy thì bà con sẽ dậy ngồi,
như thế này, cúi gập lên xuống, qua một chân phải lên nhé, cúi gập tay bắt chân này, và ta từ từ làm như thế. Những hai cái đầu gối để chấm xuống và chân thẳng ra nhé, chân thẳng tắt ra ngoài. Tôi hướng dẫn tôi làm, bà con cứ làm theo nhé. Hai cái mũi chân kia là thẳng ra ngoài. Đặt lưng xuống. Từ từ đưa lên, thẳng chân mũi, thẳng mũi chân từ từ đưa lên. Cách 45 độ, nhìn. Tự dừng người lên được chứ không phải lấy đà nhé. Lại làm tiếp theo, làm tiếp theo cho bà con nhìn nhé. Không được phép lấy đà nhé. Từ từ lên xem sức khỏe mình như thế nào mới là khỏe. Không còn lấy đà thì không khỏe. Đấy là bà con theo tôi mà làm nhiều lần. Làm nhiều lần. Mới làm thì nó hơi đau. Vì nó đang có sự co giãn ra. Nhá. Dần dần hôm nay ta rèn luyện một vài lần, ngày mai tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên và tăng lên. Nó làm cho cái cuộc sống của chúng ta giãn ra. Nó giãn ra. Nó không có độ xẹp. Dây thần kinh ở trong tủy sống chui ra. Không bị kẹt nhé, hỗ trợ cái việc thủy châm nọc ong. Đây là cái vật lý trị liệu cơ học kết hợp sinh học từ cái nọc ong, mang lại sức khỏe cho người ta rất tốt. Nhưng buổi sáng nhé, phải làm buổi sáng dậy. Đây là buổi sáng, buổi sáng tôi hẹn bà con tối qua nay tôi làm buổi sáng, nên tôi làm buổi sáng, tôi vừa dậy tôi ngồi thì tí tôi làm buổi sáng. Nếu các bạn đang làm lúc đói nhé, và chưa được ăn uống gì, uống nửa lít nước nhé. Uống nửa lít nước để nó thải độc. Trước khi dậy thì vệ sinh sạch sẽ ra, vệ sinh đã. Tất cả các phương tiện cá nhân là trước. Sau đó tôi uống nửa lít nước và tôi làm cái nhiều việc này nhé. Cái này tôi làm mấy chục năm nay rồi. Cái xương khớp của tôi tốt lắm, tôi không phải đi viện chụp cứu đâu. Dẻo dai tôi vẫn leo núi, vẫn leo núi. Vẫn đi bắt góc rừng, gốc đá. Vẫn đi ngắm hoa trên rừng. Nên là thanh niên theo tôi lên núi là không kịp đâu. Đấy. 6-7 tuổi thanh niên theo núi tôi thì không kịp. Chân tay vẫn nhẹ nhàng. Chân tay vẫn nhanh. Vẫn nhẹ nhàng. Thôi thì mình chẳng nói hay được. Nhưng mà thôi thì
rồi cho sức khỏe đến đâu ta biết đến đó. Nhưng mà tích lũy được cái nhiều năm này thì tôi đã trị bệnh cho tôi khỏi rồi, thì tôi hướng dẫn cho bà con làm theo. Đấy, làm theo mà không mất tiền. Ong nhà mình có sẵn, nọc ong có sẵn, không mất tiền như tôi nói đấy. Chứ bà con đừng có nghe cái nơi nào mà quảng cáo thuốc chữa bệnh xương khớp toàn lừa đảo hết. Thế còn riêng cái việc thuốc tây y, nhưng qua tôi nói là nó là con dao hai lưỡi, là cái đòn cản hai mũi lưỡi mũi trên sử dụng rất nguy hiểm, có mặt trái và mặt phải của nó. Hôm qua tôi nói rồi, nên cái việc này làm không chết người đâu, không sợ cái gì cả đâu. Thì cũng chia sẻ vài phút chia sẻ với bà con, thì bà con sẽ chỉ châm nước ong và tập luyện nhé, chắc chắn các bạn sẽ khỏi bệnh. Còn nuôi ong lấy mật nhiều mà để bệnh tật thì cũng chả giải quyết được gì đâu. Nha. Nuôi ong lấy mật nhiều nhưng mà không bằng cái ta chữa bệnh sức khỏe cho ta đây, khỏe đấy mới là tiền nhé. Vâng. Xin chia sẻ bà con. Ai thấy hay thì đăng ký kênh. Và còn những hẹn bà con là lần sau sẽ hướng dẫn bà con cách điều trị đau đầu mất ngủ, đau đầu mất ngủ nhé. Chỉ có 5 huyệt thôi. Bà con sẽ đợi ở cái video tiếp theo nhé. Vâng, xin chào.